Xin chào anh em là Trọng Lâm của mô hình xe Casop. Video ngày hôm nay thì em sẽ làm một cái chủ đề mà chắc hẳn là rất nhiều anh chị em mới chơi hoặc là những anh chị em ít chơi những cái dòng cao cấp như của Welly hoặc Bulago thắc mắc rằng tại sao cùng một hãng xe, cùng một tỷ lệ nhưng chiếc của Welly hay Bulago thì lại có giá cao hơn những cái chiếc giá rẻ giống như của XNG, Chery hay là Jinfang. Thì video ngày nay thì em sẽ đưa ra 4 cái lý do tại sao một chiếc mô hình của Welly đắt hơn những cái chiếc khác. Cụ thể là chiếc Cayenne, ở đây em sẽ có hai chiếc Cayenne cùng tỷ lệ 1:24. Chiếc này là của Welly, chiếc này thì là của XHD. Chiếc của XHD sẽ có mở phun cửa, có đèn âm thanh và có chớn. Còn chiếc này thì chỉ mở hai cửa cũng như capo và đánh lái. Chắc hẳn là có rất nhiều anh em chơi lâu năm hoặc là sưu tầm nhiều cái mẫu mô hình trung cấp đến cao cấp thì sẽ đưa ra được nhiều lý do. Thì nếu anh em có thêm cái lý do nào nữa thì hãy bổ sung bên dưới giúp em nha. Để anh em mình sẽ cùng cập nhật cũng như trao đổi. Lý do đầu tiên mà em nghĩ một chiếc mô hình của Welly, cụ thể là của Welly, nó đắt hơn những chiếc khác, đó là Welly là một chiếc xe đúng chất của mô hình trưng bày, còn những cái hãng giá rẻ thì nó sẽ hơi thiên về mô hình nhưng mà là mô hình đồ chơi đó. Thì cái độ giống thật của những cái chiếc của Welly thì sẽ có độ giống thật giống xe 1:1 hơn những cái chiếc của giá XHD này hoặc những cái chiếc giá rẻ khác. Đó là lý do đầu tiên. Lý do thứ hai chắc hẳn phải kể đến, đó là về phần bản quyền. Chiếc của Welly hoặc những cái hãng cao cấp thì đều sẽ có bản quyền sản xuất, được sự cho phép của hãng mới được làm mô hình. Còn những chiếc của giá rẻ này thì sẽ không có bản quyền. Đó, anh em có thể thấy này, trụ logo nó sẽ cũng sẽ khác nhau nha. Không có bản quyền thì sẽ không thể làm logo, làm đúng logo của Porsche được, nó sẽ hơi khác một chút mặc dù nhìn là rất giống. Hoặc là như cây chữ Cayenne này, đây không phải là chữ Cayenne, không đúng cái tên Cayenne của nó, vì không có bản quyền nên là không được để tên thương hiệu ở đây. Đó, chữ này thì có thể rõ ràng chữ Porsche Cayenne Turbo. Vì cái lý do phải trả thêm phí để mua bản quyền sản xuất, đó là một lý do để khiến cho những chiếc Welly có giá thành cao hơn. Lý do thứ ba em nghĩ đó là về độ hoàn thiện. Những cái chiếc của Welly hoặc là những chiếc cao cấp này thì có độ hoàn thiện tương đối tốt, những chi tiết tái hiện đầy đủ sắc nét, không như những chiếc của mô hình giá rẻ. Anh em thấy những chiếc của Welly sẽ nhỉnh hơn, các chi tiết sắc nét hơn, mượt mà, tỉ mỉ hơn. Và cái kích thước của những cái chiếc của Welly cũng chuẩn hơn những chiếc của mô hình giá rẻ. Và lý do cuối cùng đó là về các độ chi tiết cũng như độ hoàn thiện của chiếc xe. Đấy, anh em có thấy cùng là một chiếc xe, một chiếc này là hơn 300 và một chiếc này là hơn 400 một chút, chênh nhau khoảng gần 100.000. Mà chiếc này thì mở phun cửa, có đèn âm thanh, có chớn, rất là nhiều đồ chơi nhưng lại có giá rẻ hơn. Mở phun cửa. Còn chiếc Cayenne này của Welly thì chỉ mở hai cửa cũng như capo. Đó, còn lý do thứ tư đó là về độ hoàn thiện. Đây, anh em có thấy độ hoàn thiện, nhìn hai cái đuôi là rõ rệt nhất, hai cái đuôi xe. Chiếc của Welly thì cực kỳ là chi tiết, sắc nét,
tỉ mỉ. Còn chiếc của XHD thì gần như là làm cho có thôi. Mọi chi tiết đều sắc nét hơn. Cả phần la răng cũng thế. La răng ở đây cũng có dập logo, cũng phanh cũng có in tên của thương hiệu luôn, Porsche. Còn chiếc này thì không. Những cái phần lốp này cũng sẽ khác này. Đây, tỉ mỉ hơn rất nhiều. Phần khung gầm cũng sẽ khác, để mới nét lại. Đó. Và còn một vài cái lý do nhỏ nữa thì anh em nếu mà có lý do nào nữa thì sẽ bổ sung bên dưới giúp em nha. Thì cái video này em sẽ có một vài cái lý do để giải thích như thế. Vì rất nhiều anh chị mới chơi hoặc là mới chuyển sang cái dòng này thắc mắc rất là nhiều cái lý do tại sao nó lại giá cao như thế. Thì em hy vọng là sau cái clip này thì anh chị em sẽ có được cho mình những cái sự lựa chọn hợp lý, phù hợp và tốt nhất cho mình anh chị em nha. Vâng, còn bây giờ thì em xin phép dừng video tại đây. Nếu anh chị có cái yêu cầu giới thiệu cái mẫu xe mô hình nào thì đừng ngại để lại dưới phần comment, thì bên em sẽ làm cũng như là lên video để gửi đến anh chị. Còn bây giờ thì em xin phép tạm dừng video. Chào toàn thể anh em.